Bạn đang nghe chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Rồi, xin kính chào, xin mến chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn, quý bà con, cô bác, quý tri kỷ yêu thương của tôi. Thưa quý vị, đây là Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình podcast được phát hành từ rất lâu rồi và được phát sóng rất là đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikicamxuc.com. Và chương trình cũng sẽ được phát lại một cái phiên bản khác, nó hoành tráng hơn, có video, có dựng hình, có phụ đề vào lúc khoảng một ngày sau ha, 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Và cũng xin nhắc nhở mọi người, tôi không chơi TikTok. Nên tất cả những video nào mới được phát hành trên đó là người ta chôm chĩa của tụi tôi nha. Phải thông báo rõ ràng để các bạn không có bị lợi dụng cái tình cảm mà các bạn dành cho tụi tôi, bị ai đó lợi dụng ở trên một cái nền tảng khác và các bạn mua cái gì đó ủng hộ họ. Các bạn gửi gắm tình cảm đến một người mạo danh, không chỉ một nick mà có rất nhiều nick. Nên thành ra tôi cũng muốn thông báo các bạn ha. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần vui vẻ, trẻ khỏe, mới mẻ, đẹp đẽ và ngon nghẻ nha. Thưa quý vị, bây giờ mình quay trở lại với cái chủ đề chính của cái bài kỳ này ha. Cái bài này tôi sẽ đặc biệt dành cho những người đã hoặc là đang bị tổn thương tâm lý. Những người mà muốn lắm nhưng mà chưa tìm ra được một cái phương pháp nào để vượt qua được những cái tổn thương đó. Thực ra bạn hiểu mà, nếu mà chúng ta không có quyết tâm tìm ra cái lối đi, tìm ra cái giải pháp, tìm ra những sự thực hành, không cố gắng cho những điều đó, thì những tổn thương tâm lý sẽ theo chúng ta suốt đời. Công nhận không? Và nó đâu có để yên cho mình đâu các bạn. Có rất nhiều giai đoạn cuộc sống mình nghĩ là mình đã vượt qua rồi đó. Mình nghĩ là nó êm rồi. Tự nhiên khơi khơi từ đâu một cái sự kích động nào đó giống như trên trời rơi xuống vậy. Thì mình lại nổi điên lên. Những cái tổn thương giống như là nó có dịp nó trỗi dậy. Nó hành hạ mình, nó bùng nổ. Và trong rất nhiều trường hợp mình lại cảm nhận cái sự đau đớn như là vừa mới hôm qua. Kinh khủng lắm. Vậy thì làm sao để chúng ta giải quyết cái chuyện tổn thương tâm lý, hay nói cách khác đó là ba từ rất là thân thuộc, vết thương lòng, làm sao cho nó lành. Và các bạn thấy là cái tiêu đề của cái bài này, tôi có một cái sự hứa hẹn, hiểu điều này mọi vết thương lòng trở nên nhẹ tên. Bây giờ mình vô cái ruột của cái bài ha. Để hiểu hơn làm sao để mọi vết thương lòng trở nên nhẹ tên á, thì tôi mời bạn chơi một cái trò chơi, một cái trò chơi tưởng tượng thôi. Nhưng mà sau khi mà chơi cái trò chơi tưởng tượng này rồi, tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ hiểu ra được, sẽ cảm thấy một cái điều gì đó sáng ở bên trong mình. Và tôi hy vọng bạn cũng sẽ cảm nhận được cái cảm giác y hệt như tôi về một cái sáng ở bên trong đó, giống như là mọi thứ nó sáng tỏ ra và mình thấy nhẹ tên theo đúng cái nghĩa đó luôn á ha. Và cái trò chơi để các bạn hiểu ra cái điều này, tôi sẽ tạm gọi là trò chơi con đường không mong muốn ha. Bây giờ tưởng tượng nha, bạn đang đi bộ ở trên một con đường, đi bộ bình thường ở trên một con đường. Thì tôi tạm gọi con đường bạn đang đi là con đường bạn mong muốn, tại vì bạn chọn đi nó mà. Bạn đang bước bình thường mà. Nhưng mà xui rủi sao đó, bước được mấy bước tiếp theo, phía trước bạn lại thấy một cây cầu. Một cây cầu, và cây cầu này có cái độ cao là khoảng 4 mét, tức là hơn chiều cao của hai người cộng lại. Ha. Và điều đáng nói là cái cây cầu này á, bắt ngang qua nó chỉ là một cái thanh gỗ thôi. Nó không có tay vịn gì cả. Một cái thanh gỗ đặt ở trên hai cây trụ cao 4 mét. Nó nhỏ xíu à. Cái chiều ngang của cái thanh gỗ đó chỉ bằng một cái bàn chân thôi. Ha. Không có rộng rãi gì hết. Không có tay vịn hai bên. Thí dụ bạn về miền quê, bạn đi cầu khỉ. Thì cái cầu khỉ đó ít nhất nó còn có cái tay để vịn. Còn cái này là hoàn toàn là chỉ có cái thanh gỗ hai bên thôi. Hoàn toàn không có gì cả các bạn. Ha. Nó cực nhỏ luôn. Đây là cái phiên bản kinh khủng hơn của cầu khỉ và cầu dừa ở các miền quê. Các bạn tưởng tượng ra chưa? Bây giờ tôi hỏi các bạn trước. Đầu tiên bạn thấy cái gì? Nếu mà ngoài đời thực bạn gặp một cây cầu như thế, tôi nghĩ rằng mình thấy sợ trước. Tại vì nó cao 4 mét mà, đâu có ít đâu. Bằng hai người trưởng thành cộng lại chiều cao. Và cái thanh gỗ bắt qua hai cái cây cột hai bên cầu này nó quá nhỏ. Nó chỉ bằng lòng bàn chân thôi. Hầu như bước lên là sợ té. Bước lên là sợ té, rất là sợ. Nhưng mà bây giờ đưa thêm một cái điều kiện khó hơn nữa là bạn phải đi qua cây cầu này. Trò chơi này tôi đặt tên là gì? Con đường không mong muốn mà. Bạn thấy nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta thôi. Có những khi có những vấn đề trên trời rơi xuống, mình từ chối không được, không có quyền từ chối. Đời nói là ok, mày phải nhận thì phải nhận. Thì cái trò chơi này nó cũng sẽ mô phỏng cái điều đó. Bạn muốn đi trên đường bằng, bạn muốn đi trên đường nhựa, đường ngon. Nhưng mà bây giờ trước mắt bạn là một cây cầu, nó nhỏ xíu, chỉ bằng một cái bàn chân thôi. Và nó cao, nó không có tay vịn.
thì cái cầu này bạn cũng buộc phải đi ha. Và giả sử bạn buộc phải đi thì cái rủi ro của bạn là gì? Có thể bạn té, mà té từ trên 4 mét té xuống, không phải giỡn đâu nha. Và tôi xin phép được lặp lại, bạn không có quyền từ chối đi cây cầu này, bạn phải đi. Thì bây giờ rất có thể nhiều người thử đi và thực sự là họ đã té rất là đau. Thì bây giờ giả sử trường hợp đã té thì tôi hỏi các bạn, đây là lỗi của ai? Chuẩn bị vô cái phần thức tỉnh giác ngộ nha. Tôi hỏi bạn, nếu bạn đi trên cây cầu đó mà bạn té xuống dưới, cầu cho những người té đều bình an hết, cứ xem vậy đi. Thì nếu té, đó là lỗi của ai? Ha, lỗi của bạn hả? Đâu có, đời bắt bạn đi cây cầu đó chứ bạn có muốn đi đâu. Bạn muốn quay lại gần chết nhưng mà đời nói không, đi tới, đời không cho đi lui. Không được, không cho đi lùi. Nó như là cái quy luật thời gian vậy, chỉ có trôi qua thôi, không cho trôi lại. Đấy, thì đâu phải lỗi của bạn, đời quăng cho bạn cây cầu đó mà, bạn vô tội. Bây giờ lỗi của ai nếu bạn té? Lỗi của đời đúng không? Lỗi của cuộc đời. Nhưng mà của cuộc đời là sao? Nó rộng quá, nó to quá, không hình dung ra được, chung chung quá. Đời là cái thực thể gì? Là ông nào tên đời? Là một nhóm người tên đời hay là sao? Cũng không biết. Thế thì tôi nghĩ nha, nghĩ nát óc tôi tìm ra được một nguyên nhân thủ phạm gây ra cái cú té này. Bạn biết đó là gì không? Lỗi này là lỗi của trọng lực, lực hút của trái đất, đúng không? Lỗi của trọng lực chứ gì nữa. Tại lực hút của trái đất nên bạn leo lên cái cây cầu đó và có thể nó hút bạn rớt xuống, lỗi của nó chứ gì nữa. Chuẩn bị tới đoạn thức tỉnh, gần thêm một bước nữa. Bạn té trên cái con đường không mong muốn đó là lỗi của trọng lực, lỗi của lực hút trái đất. Cái vấn đề là vậy nè, trên đời này á, rất nhiều người thậm chí đã té rồi nha, không có ai mà sau khi té ngửa mặt lên trời hoặc là chỉ tay xuống đất nói rằng má ơi ước gì không có trọng lực, và cũng không ai chửi trọng lực, không có ai mà đờ mờ trọng lực. Tôi chưa từng nghe ai chửi câu đó, mặc dù nó là lỗi chứ gì nữa. Và thậm chí ngược lại, chúng ta chấp nhận cái điều này như là một sự thật hiển nhiên, thậm chí vui vẻ với trọng lực, chấp nhận nó hoàn toàn dù biết nó là nguyên nhân làm cho mình té sắp mặt. Và xin nhắc lại là 4 mét đó chứ không có ít đâu. Chúng ta không oán thù trọng lực, ta chấp nhận nó và ta tìm cách để xử lý nó. Có thể chúng ta đi hỏi những cái người mà giữ thăng bằng tốt, kêu họ chỉ mình một cái khóa giữ thăng bằng. Có thể là chúng ta cột mình vào một cái sợi dây và móc vào cái thanh gỗ đó để mình té xuống, mình vẫn an toàn. Giống như cái cách mà người ta leo cây dừa ở quê vậy đó. Hoặc có thể là người ta cầm một cái thanh ngang để giữ thăng bằng, giống như những cái vận động viên đi trên dây sao cũng được. Hoặc có thể là họ mang dù để lỡ có rớt xuống thì cũng không có bị chấn thương gì cả. Mình hiểu là có rất nhiều cách để đi qua cái này, tuy rằng con đường này mang tên là không mong muốn. Thì chúng ta sẽ hiểu ra một cái điều là có những thứ trên trời rơi xuống như là một cái quy luật. Chúng ta không có tạo ra nó, chúng ta không có gây ra nó. Nhưng mà chỉ vì ta không có tạo ra nó không có nghĩa là chúng ta không làm được gì với nó. Thậm chí là có rất nhiều cách đó chứ. Và bây giờ là cái bậc thang cuối cùng của sự thức tỉnh. Tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi. Đây là một câu hỏi quan trọng. Ai mà đang buồn ngủ hãy thức dậy. Ai mà đang rửa chén hãy tạm ngưng 30 giây. Ai mà đang ở một cái nơi ồn ào hãy tập trung 30 giây thôi. Tôi hỏi bạn, nếu bạn bị cuộc đời ép vào một cái con đường không mong muốn, giống như trò chơi trên, thì nhiệm vụ của bạn sẽ là cố gắng sống tốt hay là bạn muốn dẹp trọng lực? Nghĩ tới cái câu hỏi này thôi, bạn có thể thức tỉnh được. Tôi hỏi lại, nếu bị cuộc đời ép vào một cái con đường không mong muốn, thì bạn sẽ cố gắng sống tốt hay là bạn chỉ muốn dẹp đi cái trọng lực đó? Những cái người mà để những cái vết thương lòng, những vấn đề của mình, nó cứ hành hạ mình ngày này tháng nọ. Thực ra, một cách rất tương đồng, họ rất giống những người đi trên một cây cầu và rớt xuống. Họ hiểu rằng nguyên nhân là do trọng lực và họ muốn dẹp đi cái trọng lực này. Nhưng mà họ là siêu nhân à? Họ là thế lực siêu nhiên à? No. Và họ sẽ vẫn té. Dù cho lần thứ 100, lần thứ 1000, họ vẫn té. Họ không bao giờ diệt được cái nguyên nhân của cái cú té đó. Bạn phải nhớ nha. Cái nguyên nhân của những cú té đó, bạn không bao giờ diệt được vì nó là hiển nhiên, nó là thứ phải có. Thế bây giờ bạn chỉ có hai con đường thôi. Một là hãy tiếp tục sống trong ảo mộng rằng mình muốn tiêu diệt trọng lực. Còn hai, hãy sống tốt bằng cách thích nghi với nó và tìm cho nó một giải pháp. Nó vẫn còn một chút trừu tượng, nhưng tôi tin rằng các bạn cũng đã hiểu chút xíu rồi. Bây giờ mình qua một cái ví dụ. Tôi phải lấy một cái ví dụ về một trong những cái vấn đề có thể tạm gọi là kinh khủng nhất, khó nhất trong đời của mỗi chúng ta. Mình phải lấy cái khó nhất để từ cái khó đó, một khi mình đã hiểu rồi, mình quay trở lại với những cái dễ hơn. Mọi thứ nó nhẹ tựa lông hồng. Cái vấn đề khó mà tôi nói với các bạn là gì? Đó là câu chuyện về sự phản bội. Trên đời này chắc là hiếm cái gì mà kinh khủng vượt qua sự phản bội. Chúng ta đâu có bị người lạ phản bội đâu. Chúng ta đâu có bị người dưng phản bội đâu. Chúng ta đâu có bị một cái người nào đó mà mình cảm thấy xa xôi, cách trở, không có cảm xúc phản bội đâu. Ô mấy người đó mà có quay lưng mình cũng thấy bình thường, hai bữa mình quên. Một khi đã nhắc tới cái được gọi là phản bội thì có nghĩa là nó dính tới rất nhiều yêu thương đã được đưa vào đó trước đó.
Và rồi cái mình nhận lại là một cái sự hú hồn. Rất nhiều người trong một mối quan hệ yêu thương cái người kia hết mình, để rồi nhận lại một sự phản bội, đúng không? Đó là sự phản bội trong tình yêu, rồi có nhiều cái sự phản bội khác trong mối quan hệ bà con, cô bác, bạn bè, bạn thân. Rất nhiều người ghét nhau đã từng là bạn thân của nhau đó chứ. Nguyên nhân là gì? Coi chừng là sự phản bội. Và họ sẽ nhớ cái điều đó đến suốt đời. Và cho dù bạn có mạnh mẽ cách mấy đi chăng nữa thì vết thương lòng vĩnh viễn ở trong lòng bạn. Vì bị phản bội nó rất kinh khủng, đúng không? Thế thì bây giờ ví dụ cái sự phản bội đó lỗi của ai? Chắc chắn không phải là lỗi của bạn, lỗi của người ta, đúng không? Nhưng mà thí dụ bây giờ nó phản bội xong rồi nó cao chạy xa bay, mình làm gì nó? Mình dùng vũ lực với nó thì mình sai về mặt luật, đúng không? Mình không thể nào lấy một cái sai để triệt một cái sai được. Và có rất nhiều người phản bội chưa là gì của nhau cả, đâu phải là vợ chồng gì đâu, nên cũng không thể nào mà kiện nó phản bội được. Tức là nó phản bội xong cái nó cao chạy xa bay, đúng không? Nó phè phỡn, mình chẳng làm được gì hết ngoại trừ việc mình ở lại với nỗi buồn. Thì rất nhiều người khi mà lâm vào cái tình trạng đó, họ sẽ muốn triệt đi cái nguyên nhân bằng cái việc là tôi ước gì tôi không bị như vậy, tôi ước gì tôi không rơi vào tình huống như vậy. Thì câu chuyện này nó cũng y hệt như câu chuyện của trọng lực. Ok, lỗi không phải của bạn, lỗi của trọng lực, đúng. Nhưng mà bây giờ bạn sẽ sống tốt hay là bạn muốn tiêu diệt trọng lực? Cái nguyên nhân nó đã ở đó rồi, nó sẽ mãi mãi ở đó. Và không có cách nào để thay đổi rằng bạn đã không bị phản bội. Không có cách nào để quay ngược thời gian trở lại. Nó đã là một sự thật rồi và nó mãi mãi là một sự thật, như là sự tồn tại của trọng lực. Ở đây mình không nói tới những cái câu chuyện viễn tưởng, giống như là lên một cái hành tinh khác hay là vào một cái phòng thí nghiệm với thiết bị này thiết bị kia, mình không nói. Mình đang nói câu chuyện rất là đời thực. Không bao giờ bạn xóa được trọng lực ở đời thường. Và những vết thương của những người phản bội bạn gây ra cũng không bao giờ bạn xóa được. Vậy thì bây giờ mọi mối đều quy về cái câu hỏi thức tỉnh mà hồi nãy tôi hỏi bạn. Bạn muốn xóa trọng lực hay muốn sống tốt hơn? Và đến một ngày khi chúng ta thực sự mà thông thái, chúng ta thực sự trưởng thành, chúng ta sẽ hiểu rằng có những thứ mình làm không được. Và có thể rất khó để mình từ bỏ, nhưng mình hiểu rằng mình nên từ bỏ. Đó đã là một cái hạt giống tốt rồi. Và mình hiểu rằng quy luật sống nó phải như thế. Mình khổ là tại vì mình cứ muốn xóa trọng lực. Mình khổ vì mình đâm đầu vô một cái nhiệm vụ bất khả thi. Mình càng muốn quên đi, mình càng muốn xóa nó, thì kết quả mình nhận lại được là mình không làm được. Giống như một cái người ảo tưởng, khi mà họ đi trên dây á, họ té rồi sau đó họ đốt phong long hay là gì đó, họ nói là lần này tôi sẽ xóa được trọng lực. Lần thứ hai họ đi và họ đi rất hồn nhiên, cuối cùng họ té cái bịch xuống. Họ nghĩ trong đầu, ủa, mình nhớ là mình ráng mình xóa đi, mình diệt cái trọng lực rồi ta, sao nó vẫn còn? Cái họ lại thử lại lần thứ ba, lần này họ cầu nguyện hay sao đó. Họ nói là lần này chắc chắn là tôi sẽ không té, cuối cùng vẫn té. Và ai trong chúng ta cũng biết là tới lần thứ 1000 nó vẫn té. Thì cái ví dụ này nó rất là mắc cười, nó rất là hồn nhiên. Nhưng quay trở lại với những người cứ đau khổ từ năm này qua tháng nọ, nó y chang như vậy. Ngày nào họ cũng thức dậy với một cái tâm trạng, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao em lại phản bội tôi? Trời, tôi thật là ngu, tôi tin những gì anh nói, tôi tin những gì em nói. Tôi không muốn cái điều này nữa, làm sao để quên nó đi, làm sao để xóa nó đi? Ông nội tôi cũng không biết. Hồi nãy tôi hỏi bạn, bạn muốn sống tốt, sống thích nghi hay là bạn muốn xóa đi trọng lực? Thì bây giờ tôi sẽ nói bằng một cái câu không phải là câu hỏi, mà thay vào đó là một cái câu mệnh lệnh, một câu yêu cầu. Nếu các bạn nhận diện được cái câu đó khi các bạn học tiếng Anh thì nó có một cái dạng câu kiểu như yêu cầu. Đừng xóa trọng lực, mình làm không nổi đâu. Mà thay vào đó mình cần sống theo một hướng khác. Chấp nhận rằng nó đã xảy ra. Cái vết thương đó nó đã có trong mình rồi. Thì thôi bây giờ mình tìm một cái hướng đi cuộc sống mà có nó. Mình thích nghi với nó. Giống như đi qua cây cầu lúc nãy đó. Có nhiều cách để đi qua mà. Thì bây giờ cũng vậy, với cái vết thương này cũng có nhiều cách để đi qua. Và cây cầu nó đâu có dài đâu. Cây cầu đôi khi chỉ có khoảng 10 hay là 20 bước chân thôi. Bước qua một cái thì mình lại đi tiếp trên cái con đường bằng phẳng. Lâu lâu nó mới có cây cầu đó thôi mà. Thì những cái vết thương của mình cũng vậy. Mình cứ ở lại với nó quá lâu như vậy là tại vì mình cứ đi qua nó rớt xuống, rồi mình lại quay lại, đi qua nó rớt xuống rồi lại quay lại. Mình muốn xóa đi cái trọng lực, mình muốn làm một cái điều bất khả thi. Điều đó không thể được. Đôi khi tôi nói với mọi người á, có những người ở trong những cái nỗi buồn rất sâu sắc, tôi hay nói với họ là bây giờ giải pháp thì nhiều lắm, nhưng mà quan trọng bạn có muốn hòa mình vào cái giải pháp đó hay không. Thiệt, tôi nói thí dụ bạn đi tập gym, bạn tập cho mệt lả cho tôi, mệt đờ người cho tôi. Thì thường thường sau khi tập đờ người nó mệt lắm, về ngủ giấc ngon ơ. Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đảm bảo vài tháng là bạn đã bước qua được cây cầu đó rồi. Sức khỏe bạn tăng lên, bạn nhìn nhận mọi thứ khác về cuộc đời và bạn nhận ra ok, tôi vẫn sống tốt, tôi thậm chí còn đẹp hơn, còn khỏe hơn, tôi vẫn tiếp diễn cuộc sống. Thì bạn đã đi qua cái điều đó thành công rồi, vì mục tiêu của bạn hiện tại là tôi muốn sống tốt, tôi muốn sống tốt, tôi muốn sống tốt. Tôi đang muốn sống tốt. Ồ, và tôi đã sống tốt thật. Chứ tôi không muốn xóa cái nguyên do kia. Tôi không muốn chùi cái quá khứ kia.
tôi không muốn xóa đi trọng lực. Trọng lực nó có thì ok, nó cứ có, chấp nhận, vui vẻ. Nhưng mà mỗi ngày tôi khỏe hơn, cơ tôi chắc hơn, tôi nhiều năng lượng hơn. Và tôi nhìn về cái nỗi đau đó, tôi nhìn khác đi rồi. Tôi không còn dễ vụng vỡ như trước nữa. Và thế là bạn đã qua cầu thành công. Nói thật, nhiều cách lắm các bạn. Tôi nói là những cái giải pháp trên đời này, giải pháp nào cũng có thể giúp các bạn vượt qua được cây cầu đó. Có nhiều giải pháp lắm. Và các bạn cũng đừng khó tính, đừng chi ly, đừng bắt phải có một giải pháp hoàn hảo. Đôi khi một cái giải pháp không hoàn hảo, không cần hoàn hảo nhưng chịu khó, nó cũng giúp các bạn qua được. Cái câu chuyện mà tôi đọc được rất nhiều đó là những người bị trầm cảm, họ chọn chạy bộ là một cái con đường để cứu họ. Cái thông tin này rất nhiều năm rồi, tôi đọc được rất nhiều. Và nhiều người khi mà họ không hiểu, họ sẽ cảm thấy, ồ, giữa chạy bộ với trầm cảm, ủa nó liên quan gì với nhau? Bây giờ buồn trầm cảm thì ngồi một chỗ, ủy mị, tội nghiệp cho bản thân mình. Nó phải đúng hơn chứ. Tại vì tôi là nạn nhân của cuộc đời này mà, tôi đâu có tự gây ra cái sự buồn bã đó đâu. Tôi đâu có tự tạo ra ai đó gây tổn thương cho tôi mà. Và tôi muốn bắt những người gây tổn thương cho tôi phải chữa cho tôi. Tôi muốn cái điều đó đó, chứ tôi không muốn phải cố gắng, không phải lỗi của tôi. Thì tôi biết là ok, vẫn có một vài cơ may để các bạn xóa, để các bạn đòi ai đó quay trở lại và xóa đi những lỗi lầm họ gây ra cho bạn. Nhưng tỷ lệ chắc là không cao. Và đôi khi với rất nhiều người nó không cao tới mức bất khả thi. Ồ, nó bất khả thi, bắt đầu nó như là trọng lực gì đó không xóa được. Thì thôi, mình chấp nhận vết thương đó thôi. Và mình nhận trách nhiệm về mình. Nhận trách nhiệm về mình không phải là mình nói là lỗi lầm này là do mình. Không, muôn đời xin lỗi thằng đó là người gây ra lỗi lầm này. Muôn đời không bao giờ mình chịu dùm cái trách nhiệm cho thằng đó. Đồng ý. Nhưng nhận trách nhiệm ở đây là nhận trách nhiệm cho cái khoảng thời điểm từ bây giờ cho tới tương lai của mình. Mình muốn đời mình nó tốt hơn. Nhận trách nhiệm là như vậy đó. Và rồi nhiều người họ đã chọn chạy bộ. Tại vì thứ nhất, chạy bộ sẽ làm cho họ bớt phải suy nghĩ. Khi mà họ chạy đủ dài, họ chạy đủ nhiều, đầu họ rỗng không luôn. Tất cả những gì họ có thể tập trung vào là hơi thở và bước chân. Thì nó có khác cái gì thiền đâu. Nó chẳng khác gì thiền cả, khi cuối cùng hết vẫn là hơi thở và bước chân. Và nó đẩy sức chịu đựng của con người tăng lên, tăng lên, tăng lên. Và lúc đầu khi mà người ta chạy, người ta cảm thấy nó mệt lắm. Nhưng sau đó họ bắt đầu cảm thấy được những niềm vui. Ô, tôi chiến thắng chính mình rồi, ngày hôm nay tôi chạy nhiều hơn ngày hôm qua 1 cây số. Và có thể họ bắt đầu tham gia những cuộc thi, tham gia những cái giải chạy marathon. Và họ cảm thấy nhiều người xung quanh họ cũng giống họ. Trong rất nhiều trường hợp, những người đi tham gia những cuộc thi marathon, rất nhiều người trong số đó đã từng chịu những tổn thương tâm lý. Và các bạn cứ nhìn thấy đi, một cái người mà bị tổn thương tâm lý, tuần nào cũng đặt mình vào một cái trạng thái rỗng không trong đầu óc thông qua cái việc chạy. Giống như thiền mà cái kiểu thiền vận động, hết năm này tháng nọ, nhiều năm trôi qua, thì chắc chắn họ phải khỏe mạnh và họ lành đi những cái vết thương đó chứ. Họ nhìn thấy mọi thứ nhẹ tên, tại vì hướng đi cuộc đời của họ hiện tại là làm sao để đời mình tốt hơn, chứ không phải là xóa đi nguyên do làm mình tổn thương. Mục tiêu của họ là mình thích nghi để mình qua cầu, chứ không phải làm sao để tiêu diệt trọng lực. Cuộc đời đôi khi nó giống như một cái ngã ba vậy đó. Một là tiêu diệt trọng lực thì cứ làm. Hai là sống tốt. Và khi mình hiểu rằng à, hóa ra nhìn cái ngã ba này tưởng đâu vân vân, nhưng mà thực ra quẹo phải giùm cái, hãy làm đời mình tốt hơn và mặc kệ cái ngõ kia đi. Và khi mình đi đúng con đường rồi á, một ngày nào đó mình nhìn lại những vết thương nhẹ tên, đúng như cái tên của cái bài kỳ này. Và tôi chúc các bạn sau cái bài này nhìn ra được hướng đi, trải nghiệm, cố gắng và mọi vết thương lòng sẽ trở nên nhẹ tên, đúng nghĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bạn vừa nghe xong chương trình. Để xem các tập khác, xin vui lòng bấm vào biểu tượng danh sách phát đang hiện ở trên màn hình. Xin cảm ơn.